Công tác phòng cháy chữa cháy và phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể vào cuộc mạnh mẽ và trở thành nhiệm vụ của toàn dân. Từ chỗ xem công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát, đến nay người dân đã thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với công tác này. Đó chính là nét chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy ở tỉnh ta. Với phương châm 4 tại chỗ và lấy công tác phòng ngừa là chính, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia. Hiện nay, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy đã được nâng lên rõ rệt. Vai trò trách nhiệm của các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp cũng như ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành luật phòng cháy chữa cháy đã có sự chuyển biến rõ nét, từng bước hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn do cháy nổ gây ra, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Theo số liệu thống kê, trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 157 vụ cháy, làm 17 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản trị giá trên 84 tỷ đồng và gần 132 hecta rừng. Các vụ cháy xảy ra, trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt ở hiện trường, thì lực lượng chữa cháy tại chỗ đã tích cực tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Điều đó cho thấy quần chúng nhân dân là một trong những lực lượng nòng cốt đóng vai trò quyết định trong công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Đây chính là lực lượng phát hiện, tiếp cận hiện trường đầu tiên khi có cháy xảy ra, tổ chức cứu chữa cháy giai đoạn đầu và giảm thiểu những thiệt hại do cháy gây ra trong khả năng cho phép. Do có cái kế hoạch là triển khai phát động ở các khu cụm công nghiệp và các cụm dân cư rất là sâu rộng, thế cho nên là người dân ở các khu này tăng cường được cái trách nhiệm của mình, cái tính phát hiện về cái những cái sự cố có thể xảy ra, những cái mất an toàn xảy ra trong khi sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt hoặc là trong quá trình sản xuất kinh doanh, quá trình làm việc ở gia đình cũng như là ở các phạm vi làm việc thì đã được quan tâm. Đấy. Từ cái chỗ tính cái phát hiện tốt cho nên đã xử lý ngay tại chỗ, có những kỹ năng xử lý khi có những vụ cháy nhỏ xảy ra. Thế và đây là điều rất cần thiết trong phương châm 4 tại chỗ mà ngành công an chúng tôi đã quán triệt. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua toàn dân phòng cháy chữa cháy, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đã được củng cố, tăng cường, có sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 961 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng, trên 2.000 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và 4 đội phòng cháy chữa cháy hoạt động theo chế độ chuyên trách. Đây là những lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Các lực lượng phòng cháy chữa cháy đã được tập huấn luyện và bồi dưỡng hàng năm theo quy định của Bộ Công an. Qua 5 năm, có trên 1.700 cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Trên 1.200 cơ sở và chủ phương tiện giao thông cơ giới được bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, phương tiện phòng cháy chữa cháy thường xuyên được trang bị, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy, xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được chú trọng. Trong cái thời gian qua, trên địa bàn của thành phố Vĩnh Yên, huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, thì cái nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy có chuyển biến và có cái rõ rệt trong cái công tác nhận thức cũng như là cái việc tự đầu tư các trang thiết bị phương tiện cũng như về cái việc tự có cái cách để khắc phục các cái sự cố do cháy nổ xảy ra. Là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy chữa cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã tăng cường triển khai, thực hiện đồng bộ công tác phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra đối với hầu hết các cơ sở trọng điểm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, quản lý chặt chẽ các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, góp phần kiềm chế, giảm số vụ và thiệt hại do cháy gây ra. Phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy ngày càng được phát triển sâu rộng. Ban chợ Vĩnh Yên chỉ đạo các đoàn thể về công tác tuyên truyền, các hộ nhân dân thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ của các gian hàng, các quầy hàng và các phương tiện dụng cụ để đảm bảo công tác phòng cháy. Ban chợ cấp cho bình quân 3 hộ một bình bọt để có giao cho các hộ đó có cái hướng dẫn cụ thể cho các hộ đó về công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Về phòng cháy chữa cháy thì chị em trong chợ thì đề phòng rất là cao.
Buổi tối đi chợ về thì tập tất cả quần áo các thứ là gọn vào trong và các cầu giao điện là dập tắt, không mở. Thế và trong chợ thì luôn luôn là nhắc nhở những các khách hàng vào chợ không nên hút thuốc. Hiện nay cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã xây dựng các đội phòng cháy chữa cháy trong các cơ quan, doanh nghiệp. Các thành viên được huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy một cách chuyên nghiệp. Lực lượng này hàng năm đều được kiện toàn, củng cố, đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Nhiều mô hình phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở đã phát huy hiệu quả tích cực. Điển hình như chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc là đơn vị kinh doanh mặt hàng xăng dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Tuy nhiên, với phương châm phòng ngừa là chính, đơn vị đã phát huy năng lực của từng cá nhân và sức mạnh tập thể, đề xuất phương án và các biện pháp xử lý thích hợp, ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ về cháy nổ. Hàng tháng, chúng tôi xây dựng phương án chữa cháy tại cơ sở và khi huấn luyện theo các phương án hàng năm thì chúng tôi đều phối hợp với lại cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc để thực diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ để làm sao đảm bảo mỗi một cán bộ công nhân viên xăng dầu thì phải không những là cán bộ người công nhân thực hiện tốt công tác phòng cháy nhưng nếu có xảy ra cháy thì cũng phải là người chữa cháy giỏi. Để tiếp tục triển khai tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh sẽ đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó xác định việc vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ cơ bản, vừa có tính cấp bách lại vừa mang tầm chiến lược lâu dài. Qua đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.